Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Go With Lin và mình là Lin. Ở video trước thì mình cũng đã kể cho các bạn hành trình đi ra sân bay của mình như thế nào và sự cố mình gặp với hành lý ký gửi. Cũng có những comment tích cực và cũng có những comment tiêu cực. Nhưng mà mình được cái là không quan tâm đến những comment tiêu cực đó, nên là hãy tiếp tục với hành trình về Việt Nam cùng mình nhá. Sau khi là muốn no nê rồi thì mình đánh một giấc ngủ trưa dài đến gần 5 giờ chiều luôn mọi người ạ. Và lúc này là vẫn tính theo giờ cái UK nhá, nhưng mà theo giờ Việt Nam thì đã là 11 giờ tối rồi đấy. Dậy xong thì chả biết làm gì, chờ đến bữa tối thì mình lại ngồi xem phim mọi người ạ. Và hôm đó thì mình lần đầu tiên xem phim Nhà Bà Nữ. Xem xong thì mình thấy cũng khá là hay. Nhưng mà trong lúc vừa xem phim vừa ăn snack thì mình thấy hơi đau đầu và ngồi hơi đau đau một chút. Chắc tại nãy cứ chợp mắt được một tí thì anh tiếp viên lại vào có ai uống cà phê không, có ai uống trà không là mình giật mình thót thót. Xong kiểu ngồi một chỗ lâu quá cộng với việc chỉ ăn với ngủ ấy, nên là mình cảm thấy người có dấu hiệu nôn nao thật sự luôn. Nói chung rất là khó chịu. Và khi xem xong bộ phim này thì cũng đã đến giờ ăn tối rồi mọi người. Thực đơn hôm nay thì có hoa quả, sữa chua. Món chính mình chọn là món ăn truyền thống của Anh gồm trứng này, đậu xốp và xúc xích. Mình ăn hoa quả trước. Như nãy mình có nói là người mình có dấu hiệu hơi nôn nao, khó chịu, buồn nôn, nên là ăn có một chút xíu món chính thì mình thấy không thể ăn được nữa vì nó không hợp khẩu vị của mình. Và rồi mình bỏ nửa hộp luôn. Và mình ăn sữa chua để tiêu hóa bớt, cứu lại cái dạ dày của mình. Và vẫn là chốt hạ một cốc nước táo ép và chờ máy bay hạ cánh thôi. Mệt quá đi, mệt quá. Mình đã hạ cánh xuống Sài Gòn rồi và lúc này là gần 6 giờ sáng nha mọi người, nên trời vẫn khá là tối. Ôi thật sự chuyến bay lần này đi mệt dã man luôn. Nôn hai lần. Mệt quá, mệt luôn. Thật sự rất là đau đầu luôn đấy. Lúc này người mình đã khó chịu rồi lại còn phải chờ hàng dài nhập cảnh nữa, thực sự oải dã man ý. Chỉ ước có cái giường ở đây cho mình nằm bẹp xuống thôi ý mọi người. Và sau 7749 kiểu chờ nhập cảnh, di chuyển hành lý các thứ thì cuối cùng mình cũng đã ra khỏi khu vực quốc tế để về khu vực nội địa đấy mọi người. Bây giờ thì mình sẽ nối chuyến đi từ Sài Gòn về Hà Nội. Oải thật sự là oải dã man luôn, mà về Sài Gòn cái ôi nóng chứ. Nó nóng mà mình mang cái áo dày cộp như thế này. Trời ơi, mặc xong rồi kiểu mồ hôi cứ ròng rã, nó đổ ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào ga trong nước để mình đi về Hà Nội. 9 giờ mình mới bay về Hà Nội thì về Hà Nội sẽ khoảng mất 2 tiếng. Về tới Việt Nam cái quen thuộc quá. Cái khúc này là mình vào phòng chờ sớm nên là mình phải ngồi đợi hơn 1 tiếng rưỡi rồi mình mới được lên máy bay để đi về Hà Nội. Lúc này thì mình đang ngồi xem YouTube linh tinh thôi, mọi người cũng thật sự cũng chẳng biết phải làm cái gì trong khu vực phòng chờ luôn ấy. Thì sau hơn 1 tiếng rưỡi chờ đợi thì cuối cùng mình cũng được lên máy bay thì về Hà Nội rồi, chuẩn bị gặp bố mẹ và mọi người rồi. Cái khúc này là mình đang rất buồn ngủ đấy mọi người, mình chỉ muốn máy bay cất cánh rồi mình đi ngủ thôi ấy. Ôi đến cái khúc này về tới Việt Nam rồi mà mình vẫn còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh của Anh Quốc mọi người. Ôi mình ngán Anh Quốc lắm rồi, ôi nên là mình không muốn xem những ảnh này đâu. Nói vui vậy thôi chứ Anh Quốc cũng đẹp lắm đấy mọi người, để đi du lịch thì khá là ok đấy. Lúc này là cửa sổ đổi màu thì mắt mình cũng nhắm dần để đi ngủ thôi mọi người. A few moments later. Ôi dồi ôi, mình ngủ từ lúc cất cánh đến lúc hạ cánh luôn nha mọi người. Hơn 1 tiếng rưỡi mình chỉ có ngủ thôi, ôi thật sự rất là mệt luôn ý. Lúc này là khoảng tầm 15-20 phút nữa thôi là mình sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đấy. Và đây là cái cách mình flex bộ nail của mình được làm từ Anh Quốc nha mọi người. Mình đang đợi đúng danh lý đây. Cuối cùng bạn đến Hà Nội rồi mọi người ạ. Cuối cùng thì mình cũng đã về ngôi nhà thân yêu và vác hết đồ lên phòng rồi.
Hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này của mình và nhớ theo dõi kênh của mình để xem thật nhiều video thú vị trong ta sắp tới nhé. Và giờ thì mình sẽ đi cắt tóc trước, mình phải make over thôi. Và hẹn gặp lại các bạn. See ya, bye bye. Vậy là hành trình du học của mình tại Anh đã đến hồi kết thúc rồi. Cảm ơn đã cho mình trải nghiệm đáng nhớ để mình trưởng thành hơn và cố gắng hơn cho bản thân mình. Cảm ơn vì mình vẫn luôn lạc quan tích cực với cuộc sống này. Cảm ơn tất cả. Biết đâu mình sẽ lại đến Anh không phải vì đi học nữa mà là những chuyến du lịch thì sao? Và cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua vẫn luôn theo dõi kênh của mình dù mình chả ra video mấy. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, một năm 2024 vạn sự như ý nhé.